Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 265 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Để mở đầu cho cái tập truyện ngày hôm nay là những cái câu chuyện ngắn Duy được kể lại từ một anh trai. Đây cũng chính là những cái trải nghiệm tâm linh của anh, mà câu chuyện đầu tiên là một cái câu chuyện xảy ra ở trong một cái căn chung cư mà anh cùng với gia đình của anh thuê từ hồi năm ngoái. Anh kể thì tầm tháng 7 năm rồi, anh có dẫn cả nhà của mình đi vô Sài Gòn để mà xử lý một cái công việc gì đó. Lúc này anh có mướn một cái căn nhà ở quận 3 đó, mướn cho cả nhà của mình ở chỉ trong có 3 ngày thôi à. Nhưng mà sau 3 ngày công việc chưa có xử lý xong, anh cũng muốn ở lại thêm, nhưng mà khách sạn á, người ta nói là bây giờ gấp quá, người ta không có chuẩn bị phòng kịp, cho nên lúc này cả nhà của anh mới đi tìm một cái phòng khác. Sau đó có tìm một cái phòng ở mỗi căn chung cư á. Đây là một căn chung cư gần cây cầu Ông Lãnh, mà cái cầu này á là một cây cầu nó nối liền giữa quận 1 và quận 4 đó mọi người. Căn chung cư này cũng gần đó. Vô đây mướn á thì anh mướn ở liền 5 ngày luôn, và người ta sắp xếp cho anh ở trong một cái căn chung cư thuộc tầng 13. Mà thường hồi đó giờ á, cái số 13 theo như quan niệm của nhiều người á thì đây là một cái con số nó không có được đẹp gì mấy. Tại vì thường có nhiều cái tòa nhà cao tầng á, mặc dù người ta có hơn 13 tầng luôn, tuy nhiên người ta không có để cái tầng nào là tầng số 13 hết trơn á, chỉ là tầng 12, rồi lên nữa là tầng 12A, rồi mới tới tầng 14 thôi hả. Tuy nhiên cái tòa nhà này á, nó lại có tầng số 13, mà anh xui sao mướn phải một căn nhà nằm ngay tại tầng 13 này luôn. Cái căn nhà này nó gồm có 3 phòng, nhà của anh đi á, là 6 người, cho nên là 2 người ở chung một phòng. Khi mà nhận nhà đó thì đồ đạc cũng đầy đủ và hoàn toàn bình thường. Tới tối đêm đó thì hai vợ chồng đang ngủ chung với nhau. Tự nhiên nửa đêm vợ của anh mới nghe rất là nhiều cái tiếng ở ngoài phòng khách á, như là người ta đang kéo ghế gì đó. Tại vì ở ngoài đó nó có mấy cái bộ bàn ăn đó, cho cả gia đình mình ngồi ăn ngoài đó. Thì nó kéo qua kéo lại nè, kêu cái rột kêu hoài luôn. Vợ anh mới nói với anh á, trời ơi giờ này dì ba bá làm gì, bá không ngủ, bả cứ kéo bàn kéo ghế hoài vậy, cứ tưởng dì ba bá còn ngoài không hà. Nhưng anh cũng không có ra ngoài coi luôn. Anh nói thôi chắc là dì ba bà còn thức chứ gì, không có sao đâu. Rồi thôi, tới sáng thức dậy hỏi mọi người á, thì nói là hồi tối hôm qua không có ai ở ngoài đó mà kéo ghế hết trơn, mọi người vô ngủ hết trơn rồi. Rồi thì cũng thôi. Sau đó cả nhà của anh á có đi ra ngoài chợ Bến Thành để mà chơi. Trước khi đi á là đã coi cửa nẻo đổ hết trơn rồi nha. Nhưng tới khi đi về nhà rồi, ở nhà mới phát hiện ra là cái cửa ngoài ban công á nó bị mở toang ra vậy nè. Khi đó ở nhà ai cũng hết hồn hết trơn, đi ra đi vô coi thử coi đồ đạc của mình trong phòng có mất hay không, thì hoàn toàn không có mất gì hết, mà cái cửa nó lại mở như vậy đó. Rồi cho tới cái đêm thứ hai này, khi mà anh đang ngủ thì anh cứ liên tục nghe những cái tiếng xả nước ở trong nhà vệ sinh ầm 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 luôn, như là ai đang dội nước để mà tắm vậy đó. Anh cũng không có ra ngoài kiểm tra, cứ đinh ninh tưởng đó là máy gì của mình ra ngoài tắm giờ này không à. Sáng ra hỏi lại mọi người thì hoàn toàn không có ai tắm giờ đó hết trơn á. Tới ngày hôm nay rồi thì tự nhiên anh mới thấy ấn ấn. Nhưng mà con cái là anh đã đưa tiền cho cái người chủ nhà hết trơn rồi. Ở 5 ngày là tốn 11 triệu đồng, đưa ta hết rồi, đâu thể nào mà chuyển chỗ khác được đâu. Chuyển đi cũng được, nhưng mình sẽ bị mất tiền. Vậy thôi, vẫn ráng phải ở. Tới cái đêm thứ ba đó, thì lúc này cả nhà cũng đang ngủ luôn. Anh đang nằm trong phòng thì mới nghe cái bà dì Tư phòng kế bên á, bà mới nói ra, bà nói trời ơi trời, sao giờ này không ngủ đi, ở ngoài kéo ghế hoài vậy. Tưởng là bà la ai không à. Anh mới nói giọng ra, anh nói vợ chồng của con nằm trong này mà, đâu có ai ra ngoài phòng khách đâu mà dì Tư la vậy. Anh mới lợm cợm đi ra ngoài phòng khách, bật cái đèn lên á, thì mới thấy là ở cái chỗ bàn ăn á, bà dì Tư bà đang đứng ở đó, bà sắp xếp lại mấy ghế nè. Tại vì hình như mấy cái ghế á, hồi nãy giờ nó bị di chuyển khỏi cái vị trí của nó, bà mới sắp xếp lại cho nó ngay ngắn. Anh mới hỏi là ủa có chuyện gì dì Tư, thì dì Tư mới nói đi ngủ đi, rồi sáng tao nói cho biết. Rồi thôi mọi người cũng đi ngủ. Tới sáng mở mắt thức dậy, cả nhà ai cũng đều thấy tự nhiên con cái ghế nó nằm ngay chăn cái cửa nhà luôn, mà không biết ai đã đem để đó, trong khi hồi tối dì Tư đã sắp ngay ngắn lại hết trơn rồi. Thành ra dì Tư mới nói, tụi bay thấy chưa,
cái ghế bây giờ nó nằm ở đó đó. Cho nên cái nhà này đang bị phá rồi, không thể nào mà ở được đâu. Ngày hôm nay á, là ngày thứ ba rồi, còn 2 ngày nữa thôi bỏ luôn đi, đừng có ở nữa. Tại vì á, cái nhà này ở nữa là người ta quậy hoài luôn á, không thể nào ngủ nghe gì được đâu. Tụi bay biết không, hồi tối đêm qua dì thấy là trên cái trần nhà này nè, có một cái cục nó đen xì lì, nó bay vòng vòng gì nè. Thì tao biết cái nhà này có ma rồi, cái cục đó là ma đó, chứ không phải tự nhiên mà mình bị phá hoài mấy ngày hôm nay vậy đâu. Lúc này á thì tự nhiên anh nhớ lại có một cái chi tiết khá là lạ luôn. Đó chính là cái ngày hôm trước khi mà mới nhận nhà đó, ở nhà cũng có mua bịch trái cây định là gọt ăn. Thì muốn gọt ăn á phải tìm cây dao, mở cái tủ ra không hề có cây dao nào hết trơn á, rồi cũng thôi à, cạp ăn luôn. Tới sáng ngày hôm sau là cái ngày thứ hai á, tự nhiên anh mở đúng cái tủ đó thì anh lại thấy là có một cây dao thái nằm ở trỏng, rồi có thêm cái bếp điện nữa. Anh mở cái bếp điện lên xài á thì nó bị hư, không có xài được, định là không xài luôn rồi. Cái tự nhiên tầm khoảng nửa tiếng sau, ở ngoài cửa có tiếng chuông, hình như là có ai ngoài trước gõ cửa. Mở cửa ra thì mới thấy là có một cái anh này chuyên sửa bếp điện. Anh mới hỏi là ủa cái phòng này hồi nãy mới vừa có ai điện để mà sửa bếp điện hay sao vậy. Khi đó thì cả nhà chưng hửng luôn, tại vì mặc dù trong nhà mình mới vừa thấy có cái bếp điện nó bị hư, nhưng đâu có ai gọi để mà sửa bếp điện gì đâu, tại vì mọi người cũng không có nhu cầu sử dụng. Đó chính là một trong những cái câu chuyện khá là lạ khi mà anh mướn phải cái phòng chung cư này. Sau đó thì cả nhà cũng quyết định trả cái nhà này luôn, còn 2 đêm nữa đó mà bỏ tiền, không có dám nhận lại. Rồi một cái câu chuyện khác, anh nói từ hồi nhỏ tới bây giờ anh có chơi thân với một cái cô bạn, cô này tên là Tiên, chơi rất thân luôn. Cho tới cái năm mà cả hai cùng lên 20 tuổi thì cái chị Tiên này chỉ mất. Vì cái lý do đó là cái năm đó chỉ đi học, không biết là có xung đột gì với một cái người bạn ở trong lớp đó, cho nên khi mà gây gổ với nhau chỉ vì một cái câu nói của cái người bạn kia thôi mà khiến cho cái chị Tiên này về nhà rồi nghỉ quẩn, không có còn muốn sống nữa. Chị này đã uống thuốc rồi kết thúc cái cuộc đời của mình luôn. Khi mà hay tin vỡ lẽ ra đó, ai cũng bất ngờ hết trơn, rồi làm cái đám ma. Ngày hôm đó anh cũng có qua nhà của chị Tiên này để mà phụ tiếp với gia đình luôn. Ở chơi nói chuyện một hồi á thì anh cùng với một cái người chị họ của chị Tiên này, hai đứa mới đi ra một cái sàn nước phía sau á, ra ngoài đó để mà rửa bớt những cái ly mà người ta uống trà đó, rửa một hồi để cho khách người ta tới dự đám ma, mấy cái ông đàn ông á, người ta ngồi đó nhâm nhi nói chuyện rồi người ta uống trà luôn. Khi đó đó thì mới bỏ những cái ly tách này vô một cái thau nước. Vừa bỏ vô thau thôi thì cả anh và cái người chị họ đó, hai đứa đều thấy là hình như cái nước trong cái thau này á, nó chuyển thành một cái màu đỏ như là có pha với máu vậy đó. Anh với chị này quá là sợ đi, cho nên hai đứa mới đứng dậy định là chạy ra nhà trước rồi. Khi mà đang chạy đó thì mới thấy mẹ của chị Tiên này bước đi xuống. Cái cô đó cũng mới hỏi là ủa hai đứa bị gì vậy, có chuyện gì. Anh cũng nói vậy đó, anh nói sao mà cái thau nước á, tụi con mới định rửa thôi á thì thấy cái thau nước này nó đỏ ngầu à, như là có máu rồi vậy đó, con sợ quá à. Tuy nhiên khi mà mẹ của cái chị Tiên này bả nhìn lại cái thau nước á thì bả không thấy cái gì hết, thau nước hoàn toàn bình thường. Nhưng lúc này anh và cái người chị họ đó đã quá sợ rồi, cho nên đi thẳng ra phía trước luôn. Đó chỉ là một cái chuyện nhỏ trong cái đám ma của chị Tiên này thôi, mà anh cũng không biết cái đó là cái điềm gì nữa. Rồi thì cái đám ma vẫn diễn ra bình thường thôi. Trong cái thời gian làm đám ma cho chị Tiên này đó thì lúc đó nhà của bà ngoại chị Tiên đang xây, thành ra mấy cái ông thợ á, người ta biết vậy, người ta mới đi ra một cái mã của chị nè, cầu số quá trời luôn. Mà hầu như ngày nào cầu số là mấy ông đó đều trúng, không có ngày nào trật hết trơn, tại vì chị này quá là linh. Cho tới khi mà đã chôn chị Tiên này được tầm khoảng 10 ngày á, lúc này có một cái nhóm người từ Sài Gòn lên cái khu mã này á, để mà người ta thăm mộ thăm mã của người nhà người ta gì đó. Lúc mà lên đây, người ta cũng đã nghe phong phanh nó làm gần cái chỗ này có cái mã của nhỏ đó nó mới chết, mà nó chết còn trẻ lắm, nó đẹp gái dữ lắm luôn. Nghe đâu á nó tự giận cái gì đó rồi á nó cãi lộn với ai đó, thành ra nó mới tự giận, cho nên linh dữ lắm nghe, đâu thử qua đó coi thử còn sao. Có một cái bà cô này bả qua bên cái mã của chị Tiên á để mà đọc tên đọc tuổi rồi coi cái hình của chị Tiên luôn. Bả nói trời ơi nhỏ này đẹp quá trời mà sao chết sớm dữ vậy ta. Vừa nói xong thôi thì cái bà cô này bả bị chị Tiên nhập. Khi mà cái chị này nhập xác vào cô đó, chị Tiên chỉ muốn nhờ cái cô này á nói với lại người nhà của chị rằng bây giờ mấy cô mấy chú á đi về nhà của ba má con á, kêu ba má con á là đốt cho con cái giấy chứng minh nhân dân với lại đốt giấy tiền vàng bạc, cho con cái gói nằm nữa nghe. Sau đó thì hình như người ta cũng về nói lại với gia đình của chị này để mà đốt xuống những cái thứ mà chị đó cần. Rồi bẵng đi một thời gian sau, mọi chuyện cũng im ắng rồi,
anh đi làm ăn xa, không có còn ở nhà nữa. Đi làm được có 1 tháng à. Tự nhiên đêm đó anh mới thấy cái chị Tiên này về trong giấc mơ của mình. Chị mới nói, ê, sao mà đi làm không làm gần đi, đi làm chi xa dữ mày, về thăm tao nghe, đốt cho tao nén nhang đi. Tự nhiên nghe bạn mình nói vậy đó, anh mới giật mình thức dậy luôn. Qua tuần sau anh đi về quê và anh không còn làm nữa. Về đó anh có qua nhà chị Tiên, đốt cho chị 1 cái nén nhang. Tự nhiên đêm đó anh lại gặp chị Tiên này 1 lần nữa. Chị mới nói, bây giờ á, tao nằm ngoài này nè, mà người ta đi hết rồi, không còn ai hết á, tao nằm ngoài này mình ơn buồn quá mày ơi. Anh nói cái chị này cứ liên tục rủ anh xuống nhà của chị chơi. Và trong mơ á, anh không có đồng ý, nhưng mà anh cũng không có từ chối, kiểu như là anh chỉ im im vậy đó. Rồi anh mới thấy là cái chị Tiên này dẫn anh đi tới cái chỗ của chị Tiên. Mà anh thấy cái chỗ này á, rất là nhiều người, mà hầu như những cái người này á, người ta cứ đi thấp thoáng vậy nè, mà ai cũng cầm theo những cái hành lý của người ta, như là chuẩn bị đi ra sân bay vậy đó. Sau đó thì anh mới giật mình thức dậy. Tới sáng ngày hôm sau, anh chạy qua nhà của chị Tiên liền. Anh cũng kể lại cho mẹ của chị y chang vậy đó. Thì mẹ của chị Tiên mới nói, đúng rồi, cái tháng này á, là tháng Thanh Minh, thành ra những cái người á, người ta đi tảo mộ rất là nhiều. Rồi có nhiều nhà đó, người ta đào mộ, hốt cốt của người thân người ta lên. Cho nên con mới thấy giấc mơ là Tiên nó về á, nó rủ con đi chơi với nó. Rồi con thấy cảnh tượng nó làm người ta cầm cái hành lý người ta đi á, có nghĩa là bây giờ á, mồ mả của người ta đã được di chuyển chỗ khác rồi, người ta cũng đi theo luôn. Nó buồn á, nó mới rủ con đi chơi vậy đó. Rồi anh kể hồi tháng 3 năm ngoái á, hai vợ chồng của anh có đi mua một cái căn nhà. Mà cái căn nhà này á, hồi trước đó có người ở đàng hoàng, chứ không phải là cái nhà bỏ trống bỏ không gì hết á. Nhưng mà không biết sao bất ngờ người ta đăng bán, mà người ta bán lại không biết vì lý do gì mà người ta không ở nữa thôi. Hai vợ chồng cũng mua căn nhà này. Mới đầu mua chỉ có 2 phòng thôi, nhưng anh mua về anh sửa ra cho nó rộng, anh xây thêm 3 cái phòng nữa. Khi mà ổn định xong rồi đó thì cũng có vài cái chuyện lạ xảy ra trong cái nhà này luôn. Điển hình như là cái ngày hôm đó, vợ anh tầm khoảng 12 giờ trưa bả mới lên trên lầu bả nằm bả ngủ. Lúc đó thì mấy đứa nhỏ trong nhà anh đã đi học hết trơn rồi. Chị đang nằm vậy đó thì tự nhiên chị mới mơ mơ màng màng thôi, chị thấy dưới chân á có một đứa bé gái nó đang ngồi ở dưới. Thì lúc này vợ của anh á, bà cứ tưởng đâu là mấy đứa nhỏ trong nhà nó đã đi học về không hà, bà đâu có biết đâu. Thành ra bà mới hỏi là, ủa con đi học về hả Trân? Nhưng con bé này nó không có trả lời, nó chỉ ngồi đó nó gật đầu một cái thôi hà. Chị cũng không có xác định được đó có phải là con bé Trân không nữa, tại vì bà đang còn ngái ngủ mà. Tới khi một hồi nữa bà thức dậy, bà mới hỏi với anh, bà hỏi, ủa anh, bộ mấy đứa nhỏ đi học về rồi hả? Trong khi giờ này mới có khoảng giữa trưa hả? Mà mấy đứa nhỏ đi học á, 4 giờ chiều mới về. Anh nói, ủa đâu có đứa nhỏ nào trong nhà đâu. Thì hai chồng cũng hơi nghi nghi rồi đó. Tới mấy bữa sau, vợ chồng của anh gây lộn. Sau khi mà cự lộn, hai vợ chồng không có ngủ chung. Bà vợ mới đi ra ngoài cái ghế sofa ngay phòng khách á, bà nằm đó bà ngủ. Còn anh cũng đang giận mà, anh trong phòng á, anh ngủ trong phòng không có đi ra. Rồi đêm đó là hai vợ chồng mạnh ai nấy ngủ, chứ không có ngủ chung. Tới sáng thức dậy, anh mới hỏi với vợ á, anh hỏi, ủa hồi tối bộ em ngủ ngoài này luôn hay gì, sao không chịu vô ngủ với anh? Thì chị vợ bà mới nói đó, ủa không phải hồi tối ông đi ra ngoài này ông nằm với tôi hay sao? Anh mới chưng hửng luôn, anh nói đâu có đâu, anh nằm trong này đợi em đi vô mà. Thì cái bà vợ bà mới kể, hồi tối tôi thấy rõ ràng có một cái người ngồi ngay dưới cái chân của tôi vậy nè, rồi một hồi á nằm xuống, nằm ngay chân cái chân của tôi luôn. Tôi tưởng đâu á ông ra ông nằm ông ngủ với tôi không à, cho hết giận. Nhưng rốt cuộc không phải hả? Vậy đó là hai vợ chồng biết cái nhà này có ai trong nhà rồi. Biết thì biết vậy thôi, nhưng mà cũng phải ở, tại vì nhà này mình cũng đã mua rồi mà. Hai vợ chồng cũng ráng ở luôn, nhưng mà cứ lâu lâu á là sẽ thấy có một cái bóng người trong nhà của mình hoài hả. Đặc biệt là cái cô bé đó, lâu lâu á là chị vợ sẽ thấy làm con nhỏ con gái á, nó cứ ngồi dưới chân á, nó bóp bóp cái giò cho bả vậy nè. Rồi nhiều khi anh ngồi trong nhà vệ sinh á, anh ngồi trỏng đi cầu thì anh mới nhìn ra cái cửa phòng vệ sinh á, tại vì cửa này là cái cửa kiến. Mỗi lần nhìn ra anh sẽ thường xuyên thấy có cái bóng người cứ đi qua đi lại trước cái cửa của mình vậy nè. Mở cửa ra thì không thấy ai hết trơn, có nghĩa là hồi nãy giờ không có ai đi lảng vảng chỗ này hết trơn á. Vậy thì anh thấy ai? Nhiều lúc á, hai vợ chồng của anh cũng muốn dọn ra nhưng mà cũng không có đành, tại vì bây giờ có nhà có cửa mà không lẽ ra ngoài thuê nhà ở, cũng ráng ở thêm thời gian nữa. Thì đỉnh điểm á là tự nhiên cái lư hương trên cái bàn thờ bà ngoại anh á, nó bốc cháy, trong khi không có ai tác động gì hết trơn á, nó cháy phần phần lên vậy nè. Rồi liên tiếp là cái đêm đó luôn á, cái bình bông anh để trưng đi cái bàn thờ đó,
mà anh để tuốt ở trong tường vậy nè, chứ đâu phải là để mail ra ngoài đâu. Tự nhiên nó lăn ra ngoài, nó rớt một cái cớp bể tan nát hết trơn luôn. Thế như vậy đó, vợ chồng của anh mới sợ quá, cuốn gói ra khỏi ngôi nhà này, đi thuê trọ ngoài để mà ở. Có nhà đó mà để nhà không, ra ngoài để mà ở trọ. Và đó là tất cả những cái trải nghiệm tâm linh của anh và cả gia đình anh. Nghe thì có vẻ nó ngắn thôi, nhưng mà đối với những cái người mà nằm trong câu chuyện như anh á, thì người ta phải trải qua một cái quãng thời gian khá dài mới đưa ra cái quyết định đó là không ở trong căn nhà của mình nữa. Có lẽ nó cũng ghê quá đối với anh, thành ra anh mới dọn ra như vậy. Tiếp theo là một cái câu chuyện về quỷ nhập tràng. Nhưng đây không phải là quỷ nhập tràng của dân tộc Kinh, mà quỷ nhập tràng này của cái người dân tộc thiểu số, được kể lại qua cái lời kể của một anh trai. Anh này thì rất là có duyên khi mà được một cái người thầy của mình kể lại cho mình nghe rất là nhiều những câu chuyện tâm linh mà đa số có liên quan tới cái người dân tộc thiểu số không à. Mà đây chính là một cái câu chuyện trong số đó. Cái người nhân vật chính trong câu chuyện này không ai khác, chính là cái người ba của thầy anh, mà Duy xin được gọi cái chú này là chú Năm. Nói về cái người thầy của anh á, thì thầy là cái người dân tộc Tày, cho nên ba của thầy là cái người chú Năm Duy chuẩn bị kể nè, cũng là dân tộc Tày luôn. Câu chuyện này á, xảy ra cách đây rất lâu rồi, cái thời mà còn rất là nghèo nàn luôn. Năm đó thì thầy của anh á, cũng còn khá là nhỏ, và ba của thầy chính là cái người chú Năm đó, chú cũng còn trẻ luôn. Cái vùng này đa số toàn là người dân tộc Tày sinh sống không à. Ở những cái vùng cao á, thì người ta gọi những cái xóm nhỏ là những cái bản á mọi người. Thời điểm đó ở trong cái bản này có một cái bà già mới vừa mất. Do là quá nghèo đi, thành ra là đâu có mua những cái hòm mà đẹp đẽ đâu. Người ta chỉ sử dụng những cái thân cây chuối á, thay vì mình đóng làm cái bè trôi dưới sông. Còn bây giờ người ta đóng lại thành bốn cái miếng lên vậy nè, nói chung là một cái hòm bằng cây chuối á. Cái nắp hòm cũng làm rất là đơn sơ luôn, nhìn không có chắc chắn gì hết trơn á. Nhưng mà người ta cũng không quan trọng, chỉ là để vậy đó, đôi ba bữa rồi cũng đem đi chôn thôi hà. Nằm ở đó một hai ngày á, cho bà con dòng họ tới người ta coi mặt cái người này lần cuối. Sau khi mà khâm liệm xong hết theo những cái thủ tục của dân tộc người ta đó, rồi cũng bỏ vô hòm. Đêm đầu tiên không có chuyện gì xảy ra hết trơn, mà mỗi đêm á là đều có người ở đó canh nha. Sẽ có khoảng 3-4 thanh niên ngồi đó canh cho cái hòm này. Qua tới đêm thứ hai, đêm này á thì có ba người đàn ông lớn tuổi với lại hai cái thanh niên nằm ở đó canh, có 5 người. Thì trong số đó có cái chú Năm, ổng cũng nằm canh luôn. Nói về cái nhà đám ma này á, thì đó chỉ là một cái nhà sàn rất là đơn sơ thôi, cũng nhỏ dữ lắm. Rồi giữa nhà để cái hòm vậy đó, mà đâu phải cái hòm nặng gì đâu, nó không hề nặng nề gì cả. Nhưng mà cái nhà sàn này nó làm bằng gỗ, cho nên nếu như mà ai bước đi nhẹ dữ lắm á, thì cái người nằm ở trên đây người ta cũng nghe được cái tiếng động nữa. Tại vì gỗ cây á, nó đan với nhau vậy nè, nó cứ kêu kẹt 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 vậy đó. Giờ đó thì cũng đã rất khuya rồi, 5 ông đàn ông nằm kế cái hòm vậy nè, ai cũng ngủ say hết trơn. Chỉ riêng có chú Năm á, tự nhiên đêm đó không có ngủ được. Tại vì lạ chỗ, đâu phải nhà của mình đâu, ổng nằm đó hoài vậy đó, ngủ đâu có được đâu. Cho nên là ổng cứ mở mắt hoài vậy nè, cứ liêm diêm vậy đó. Tự nhiên đang nằm tầm khoảng hơn 10 phút á, cây chú Năm á, ổng mới lắng nghe có tiếng động. Tiếng động nó phát ra trên cái sàn của cái nhà sàn nè, mà nhỏ dữ lắm luôn nha. Ổng mới hết hồn rồi, ổng giật mình mở mắt ra đó, thì ổng mới thấy là kế bên cái hòm bằng cây chuối này có một con mèo đen, mà theo như dân gian người ta gọi đó là con linh miêu á. Tại vì trong đám ma mà có con mèo xuất hiện, lại là con mèo đen nữa, thì nghiễm nhiên người ta nghĩ đây là cái con linh miêu rồi. Mà thêm hồi đó giờ á, cái chú Năm này ổng cũng thường xuyên nghe ông bà già xưa người ta kể lại những câu chuyện về quỷ nhập tràng, thì lúc nào cũng có mặt của con mèo đen hết trơn á. Cho nên là ổng hơi ớn rồi. Hồi nãy á thì không muốn ngủ, còn bây giờ là không dám ngủ luôn. Tại vì ổng biết á, nếu như có con mèo đen á, thì có thể một hồi cái xác của bà này sẽ bật cái nắp hòm bả ngồi dậy, trong khi cái nắp hòm này á, nó cũng không có chắc chắn gì hết trơn á, làm tạm bợ không à. Thì ổng rất là sợ luôn, ổng chỉ dám nằm rồi nhìn về cái hướng con mèo này hoài luôn, nhiều khi không dám thở luôn đó, nằm mà mở mắt thim thiếp nè, nhìn nó hoài à. Nhưng một hồi sau nó không có nhảy qua, mà nó cũng không có đụng cái hòm này gì hết trơn á, nó bỏ đi mất tiêu luôn. Còn riêng cái hòm này, chưa đầy khoảng 10 phút sau nữa thì chú Năm á, ổng nghe trong cái hòm này có cái sự rung động nhẹ nhẹ rồi. Ổng biết có cái chuyện gì sắp sửa xảy ra đó, nhưng ổng chưa có dám làm gì hết trơn á. Vừa mới suy nghĩ xong thôi, thì vô tình chú Năm ổng mới nhìn lại cái hòm của bà này á, thì ổng thấy hình như là cái nắp hòm nó có cái sự di chuyển nhẹ. Tại vì cái nắp hòm này á, người ta chỉ làm bằng một cái tấm gỗ rất là mỏng thôi à, chưa có đóng đinh gì lại hết trơn á. Tự nhiên ổng thấy là cái nắp hòm á, nó bị xoay nhẹ nhẹ gì nè,
nó xoay một hồi một góc tầm khoảng 90 độ, xoay một cách vuông góc vậy đó. Cho nên là cái hòm này nó có cái khoảng trống, thành ra là tự nhiên sau đó ổng mới thấy cái xác của cái bà nè. Bà ngồi dậy, bà ngồi dậy xong tầm khoảng 1 phút sau bắt đầu á, bà đứng lên luôn. Bà đứng, bà đi ra khỏi cái hòm này. Nhưng mà chú Năm cảm thấy á, cái bà này mặc dầu cái hành động của bà nó rất là cứng đơ, như là một cái xác mà bị đóng băng vậy đó, tuy nhiên bà làm rất nhẹ, không hề nghe cái tiếng động gì hết trơn á. Chú Năm á thì nằm cái đầu xoay hướng ra cửa, cái hòm này cũng vậy luôn, đầu của người chết cũng xoay ra cửa. Cho nên khi mà cái bà này bà ngồi dậy đó, cái hướng mặt của bà cũng hướng vô trong nhà luôn, bà chưa có xoay lại bà nhìn. Nếu bà xoay mặt lại bà nhìn á thì chú có thể thấy được cái mặt của bà, nhưng cái mặt của bà hướng trong nhà chưa có thấy được. Bà vẫn đứng ở đó như một cái bức tượng thôi. Những cái hành động tay chân của bà nó cứ ngắc à, như là một cái con robot vậy đó. Sau đó bắt đầu bà mới khô một cái nữa, bà đẩy cái nắp hòm lại và cái nắp hòm nó vô khớp nằm lại y như vị trí cũ luôn. Có nghĩa giống như là hồi nãy giờ cái xác này chưa có bước ra vậy đó, tại vì cái nắp hòm đã được đóng lại rồi, còn bà thì bà đã đứng ở ngoài. Chú Năm nói lúc đó là ổng không thể nào mà dám kêu ai hết trơn á, tại vì kiểu như là có cái thế lực nào đó nó khiến cho ổng không thể mà kêu ai hết trơn á. Ổng vẫn ráng nằm ở đó, ổng coi thử cái xác của bà này bà làm cái gì. Khi đó chú thấy rõ ràng luôn, bà mặc nguyên cái bộ đồ màu trắng, thì đây là cái bộ đồ mà nhà của bà liệm cho bà đó. Bà bước ra, tóc thì dài, xõa rười rượi gì nè, tại vì hồi lúc chết á không có cột tóc lại, với lại tóc của bà cũng ít nữa, không có nhiều, bà cũng già rồi. Lúc đó là vẫn chưa thấy mặt nha, nhưng mà chỉ thấy được cái bàn tay của bà nó đã ra cái móng dài rồi. Mới đó thôi đó mà cái móng bà mọc ra dài đó nha. Bước ra rồi, bà vẫn đứng kế bên cái hòm, bà chưa làm gì hết. Bắt đầu bà xoay đầu qua, bà nhìn bên đây cái, bà nhìn bên kia cái, rồi bà đi tới cái hướng của cái con heo. Tại vì kế bên cái hòm này á, tầm khoảng 1-2 bước, ở chủ nhà người ta đã mần sẵn con heo rồi, để nằm ngay tại kế cái hòm luôn. Rồi định qua ngày hôm sau á, mần con heo này làm thịt chia cho mọi người ăn hay sao đó thì không biết. Hồi đó là như vậy. Mà chú nói cái con heo này á, nó rất là bự, tầm khoảng cả 100 kg luôn. Người ta làm thịt sẵn hết rồi, sạch sẽ, để nằm đại đó vậy đó. Bà mới đi tới hướng con heo. Bà ngồi chầm hổm ở đó, thì lúc này cái mặt của bà đã đối diện với chú Năm luôn, nhưng bà chưa có thấy chú Năm nha. Bà mở con mắt ra, thì chú Năm thấy con mắt của bà bây giờ không có tròng đen tròng trắng gì hết trơn, chỉ là một cái màu đỏ thôi. Con mắt như là máu nó dồn gì con mắt không vậy đó. Còn móng tay á thì đã mọc ra dài, riêng cái miệng đã có răng nanh rồi, mà không biết mọc hồi nào hay dữ vậy đó. Ngay sau đó chú mới thấy là nó đưa cái lỗ mũi nó hửi con heo vậy nè. Nó hửi xong rồi á, nó cầm cái bàn tay á, nó xé ngay chăn cái đùi của con heo luôn. Cái đùi sau á, cái đùi mà nhiều thịt nhất á, nó xé ra rồi. Sở dĩ mà nó xé được á, chính là cái móng tay của nó quá là nhọn đi. Nó bấu vô cái, nó giật ra một cái rất là ngọt luôn. Mà chú không hiểu một cái con heo chưa chín, chưa có chặt thịt gì hết trơn á, mà nó xé nguyên cái đùi ra nó cầm nó ăn. Ngồi ăn y chang như là cái người bình thường mà người ta đang đói từ hồi đời nào tới giờ vậy đó. Nhưng mà chú Năm thấy lạ nhất một cái, đó chính là tất cả những cái hành động của cái bà này á, bà rất là nhẹ luôn. Kiểu như là cái người của bà là một cái tờ giấy vậy đó. Bà đi sao mà không nghe cái tiếng động gì cả. Thậm chí lúc bà xé cái đùi con heo ra đó, cũng không nghe cái gì luôn. Chỉ có nghe đó là nghe cái tiếng rung của chú. Chú nằm ở đây, chú nhìn trực tiếp cảnh tượng này á, ổng rung. Tại vì ổng sợ quá trời đi, ổng rung bần bật lên vậy nè, rung tới nỗi á, mà cái sàn của cái nhà sàn này á, nó rung càng kẹt như nhẹ vậy nè. Cho nên khi mà nghe được cái tiếng rung nó lan truyền tới cái chỗ mà cái xác của bà đang ngồi đó, thì tự nhiên bà mới ngưng. Bà không có cắn cái đùi heo này tiếp tục nữa, bà quay qua bà nhìn cái chỗ của 5 ông đàn ông mà đang nằm vậy nè. Trong khi đó 4 ông kia ngủ say như chết luôn, mà không biết sao á, giống như đêm nay mấy ông đã uống thuốc mê vậy đó, có mình ơn chú là tỉnh thôi. Trong cái tình huống này á, thì cũng có rất là nhiều cách để mà giải quyết. Có thể ổng sẽ la làng lên để mà cho tất cả mọi người ta đều giật mình thức dậy để trùm cái con quỷ này lại, khống chế nó. Nhưng chú Năm không chọn cách đó. Tại vì ngay lúc này chú Năm mới thấy là hình như con quỷ nó đã phát hiện ra mình hồi nãy giờ quan sát nó rồi. Cho nên chú mới thấy nó buông cái đùi heo ra, nó mới nhìn thẳng về cái hướng của chú vậy nè, chứ không còn nhìn mấy cái ông kia nữa. Nó đi từ từ, đi thiệt là chậm luôn, đi rất là nhẹ. Hình như nó biết, nó ráng làm cho không có tạo tiếng động hay sao đó. Ẩu nó chết cha rồi, cái đùi con heo mà nó còn dám xé vậy, còn cái cơ thể của mình nó xé kiểu gì nữa. Cho nên ổng quyết định, ổng ráng khi mà cái lúc mà nó chuẩn bị xoay cái mặt vô cái hướng trong nhà đó, nó không để ý á, ổng mới dám, ổng lén lén đi ra khỏi cái nhà này, đi thiệt là nhẹ,
nhưng mà nó đã phát hiện ra được ổng. Nó đuổi theo ổng luôn, đi ra khỏi cái nhà này. Và trong khi đó tất cả những người trong nhà này không ai hay biết cái chuyện gì xảy ra cả. Một phần vì ngủ mê, một phần vì cái hành động của chú Năm và cái con ma đó. Hai cái người này đều rất nhẹ nhàng và không ai hay biết cả. Giờ đó thì mới chỉ khoảng 11-12 giờ đêm thôi hà. Đầu giấc ngủ mà, thành ra ai cũng ngủ mê. Còn cả nguyên một cái đêm dài vậy nè. Ông chạy ra tới ngoài cửa rồi. Ông biết cái con quỷ này, cái thây ma này đang đuổi theo mình. Tại vì hình như phía sau có cái tiếng người chạy chạy theo hoài luôn. Nhiều khi ông cũng không hiểu nổi cái đêm đó tại sao mà xuất ở đâu ra ông có thể chạy nhanh mà chạy mạnh tới nỗi vậy. Tại vì có thể là ông quá là sợ rồi. Ông cứ cắm đầu cắm cổ chạy thôi. Thì biết chạy là chạy, không biết phương hướng ở đâu cả. Tại vì ở đó toàn núi rừng không à, chỉ biết chạy. Mà nhiều khi đụng cây đụng cối cũng ráng chạy luôn. Chú nói chạy tới nỗi mà cái bàn giò của chú nó đạp biết bao nhiêu là gai, trầy rồi đứt, máu chảy rồi tới nó ngưng chảy luôn đó, là mọi người hiểu ổng chạy cỡ nào. Từ hồi nãy giờ, kể từ khi mà chạy ra khỏi căn nhà đó cho tới lúc này luôn đó, thì chú cảm giác như là cái con quỷ đó đang đuổi theo mình luôn. Một lần duy nhất ổng quay lại ổng nhìn á thì thấy là nó rõ ràng luôn. Nó vừa chạy mà nó vừa hét, giống như nó muốn la làng á, mày phải dừng lại đó. Nhưng mà nó không có nói tiếng người, nó chỉ la hét thôi nha. Mà chú thấy trên tay á, nó vẫn cầm cái đùi con heo chạy theo vậy nè. Đó là lần duy nhất ổng dám quay cái đầu lại ổng nhìn nó thôi. Tới một hồi sau á, ổng mới chạy ngang một cái chuồng trâu. Cái chuồng này á, người ta đang nuôi trâu nuôi bò gì không biết. Ổng nhảy qua cái chuồng trâu của người ta luôn. Do ban đêm mà, đâu có thấy đâu. Đạp toàn là phân trâu không luôn. Cái chân của ổng á, nó lúng xuống nguyên một bãi vậy nè, như là đạp xuống cái bãi sình non vậy đó. Rồi chú cảm nhận được là cái xác kia hình như nó vẫn đuổi theo chú. Nó chạy vô cái chuồng trâu này luôn, nó đạp luôn đó. Ổng nghe rõ ràng cái tiếng đạp cái pẹp vậy nè. Ổng chạy khỏi cái chuồng trâu. Nhưng ổng chạy được đoạn nhỏ nữa là ổng nghe im ru, hình như là không còn ai đuổi theo nữa hết trơn á. Mặc dù biết vậy nhưng mà lúc nào chú cũng phải cảnh giác. Chú nghĩ nó sẽ trốn ở đâu đó, cho nên ổng phải ráng chạy. Chạy tới khi nào gần sáng thì thôi. Tuy nhiên lúc đó là không còn ai đuổi theo nữa hết trơn nha. Ổng chỉ cắm đầu cắm cổ chạy mình ơn thôi. Chạy phải nói là ráng hết sức, chạy mà tới chết, chạy bằng cả tính mạng luôn đó. Chú chạy được bao lâu thì không nhớ, mấy tiếng đồng hồ luôn. Tới khi mà chạy tới đầu một cái con suối, tới đó là ổng quá mệt rồi, ổng không còn biết gì nữa hết trơn. Ổng mới định là nhảy qua con suối này, băng qua con suối luôn, nhưng băng không được. Tại vì con suối này cái dòng chảy cũng khá là mạnh. Ổng bị cuốn trôi luôn. Trên đó là thượng nguồn, ổng bị cuốn trôi tới dưới hạ nguồn vậy nè. Cũng rất là may mắn cho chú luôn. Khi mà chú bị cuốn trôi xuống dưới hạ nguồn dưới, có người ta cứu. Người ta lôi chú lên bờ thì vẫn còn sống. Chứ ông thôi để một hồi nữa là chết luôn rồi. Lên nó nằm một hồi, ổng chưa có tỉnh dậy nữa. Quay trở lại cái căn nhà có đám ma kia. Tới gần sáng luôn rồi, mấy cái ông canh ở trong nhà đó, ổng vẫn ngủ, không hề biết cái gì cả. Cho tới khi mặt trời đã lên cao rồi đó, tầm khoảng 6-7 giờ thì mấy ổng mới tỉnh dậy. Lúc đó vẫn chưa hề hay biết cái gì hết trơn luôn. Tại vì ở trong nhà vẫn bình yên, không có cái gì lạ cả. Tuy nhiên mấy ổng mới thấy là ủa, thằng Năm đâu mất tiêu rồi, hồi tối bổ nó về nhà nó hả ta. Mấy ổng cũng không hề biết luôn. Chỉ thấy lạ cái, nhìn qua cái con heo chưa kịp làm thịt nữa thì mới thấy là cái đùi con heo vừa bị mất gốc rồi. Có khi nào cái thằng quỷ thằng Năm này nó ăn cắp cái đùi heo đem về nhà nó ăn không trời, thành ra nó mới trốn về nhà đây nè. Cứ nghĩ xấu cho chú Năm không thôi. Còn riêng về chú Năm này, ổng nằm ở nhà người ta cả buổi trời á, một hồi ổng mới tỉnh. Ổng hoàng hồn á, thì ổng nhớ lại cái chuyện đêm qua. Ngay lập tức ổng quay trở về cái căn nhà có đám ma này. Ổng kể với mọi người, mà ổng kể thiếu điều á, muốn đứt hơi luôn vậy đó. Nhưng không có ai tin hết trơn. Tao nói mày xạo mày ơi, hồi tối mày ngủ mày còn lấy cái đùi heo về nhà mày ăn nữa, giờ mày còn quay lại mày nói gì. Nhưng mà chú Năm cứ khăng khăng nói, trời ơi, cái xác của bả hồi tối á, bả đi ra khỏi cái hòm, bả còn rượt tôi á, hết nguyên cái khu rừng này nè. Bây giờ nhiều khi á, bả mất cái xác luôn rồi đó. Nói gì nói nhưng mấy ông kia vẫn không hề tin. Tới khi mà chú Năm nói bây giờ nếu mấy ông không tin á, mấy ông dỡ cái hòm bả ra thử coi, bả còn ở trống không. Lúc này thì tất cả mọi người dù sao cũng phải nghe lời chú Năm. Mở cái nắp hòm ra thì thấy là cái xác của bà này vẫn còn nằm y thinh ở đó luôn, nằm yên cái vị trí này. Tại vì mới đầu á, chỉ là nhìn thấy cái đầu của bà thôi. Tới khi mà dỡ hết nắp hòm ra rồi á, thì mới ngửi thấy cái mùi thúi thâm thẩm. Thì ra là cái chân của bà này á, dính toàn là cứt trâu không à. Khi đó thì chú Năm mới nói, thấy chưa, tôi nói rồi, hồi tối á, bà rượt tôi chạy qua nguyên cái chuồng trâu luôn. Tôi đạp biết bao nhiêu bãi, bà cũng đạp luôn. Nhưng không hiểu sao á, bà lại quay trở về, bà nằm được trong cái hòm này. Tôi cứ tưởng đâu á, bà rượt tôi tới sáng không à. Nhưng khi mà tôi vừa chạy hết cái chuồng trâu á, thì bà mất tiêu rồi, bà không còn đuổi theo nữa. Hóa ra là
bả đã quay trở về nhà. Cho nên bây giờ tôi thấy phải chôn bả liền đi. Sau khi mà nghe chú Năm kể lại, cộng thêm cái chân của bả dính nguyên bả vậy đó, thì mọi người mới tin. Chứ nếu mà không dính cái bả này ha, là không ai tin cái lời của chú Năm nói đâu. Một hồi sau người ta còn phát hiện ra ở trong cái miệng bà này toàn thịt heo sống không à. Bả chưa kịp nuốt nữa. Có lẽ như nếu như có hồn của ai nhập vô đó, thì người ta chưa kịp ăn hết nữa đã xuất ra rồi. Tại vì trời đã tới sáng. Chính vì như vậy mà cuối cùng ở cái bản này, người ta mới tin cái chuyện quỷ nhập tràn là có thiệt. Bởi vậy quay lại cái chuyện hồi hôm trước, lúc mà chú Năm ổng thấy con mèo á, thì có thể trước đó nó đã nhảy qua cái hòm này từ hồi nào rồi, mà ổng đang nằm, ổng chưa có để ý tới thôi. Khi mà ổng thấy nó là nó đã làm xong rồi, nó nhảy xong hết rồi, cho nên nó mới bỏ đi và bảo mới bật dậy được như vậy đó. Bởi vậy thì sau khi biết câu chuyện kinh hoàng này, người nhà cũng nhanh chóng đi thiêu xác của bà lão rồi luôn, chứ sợ ở nhà để lâu nữa thì lại có chuyện tiếp nữa. Còn riêng về chú Năm này, mặc dù ổng đã được thoát nạn sau cái đêm đó, tuy nhiên chỉ qua 1-2 ngày sau thôi. Chắc là do ổng sợ quá, cái tâm lý của ổng không còn vững vàng nữa. Với lại cái đêm đó, ổng lo tập trung hết sức hết tâm của ổng để mà chạy trốn con quỷ này. Cho nên những ngày sau, đầu tóc của ổng nó rụng tóc hết trơn luôn. Tự nhiên vuốt một cái là tóc rớt, rớt tới nỗi mà rụng không còn cái gì luôn. Trọc đầu, thậm chí lông trên người nó cũng rụng luôn. Một cái hiện tượng rất lạ, kiểu như đêm đó ổng quá là sợ, chạy tới tột cùng của sự sống luôn mà. Cho nên bây giờ tóc của ổng vẫn không thể nào mọc được luôn. Có thể nói đây là cái lần sinh tử nhất trong cuộc đời của chú Năm này, một cái lần quỷ nhập tràn rượt ổng. Một cái câu chuyện tiếp theo anh cũng được thầy của mình kể lại luôn. Thầy nói mặc dù thầy là người Tây, nhưng mà cái năm sau giải phóng cả nhà của thầy di cư lên thành phố Đà Lạt để mà sinh sống luôn. Lúc đó anh trai của thầy có quen một cái anh này, anh đó tên là anh Sơn. Anh Sơn này ngày trước cũng là quan chức cấp cao trong nhà nước đó, chứ không phải là dạng vừa đâu. Thầy nói cái năm đó ở thành phố Đà Lạt cái con đường mà quanh cái hồ Xuân Hương nó cũng như bây giờ thôi, không có khác gì mấy. Tuy nhiên có điều là thời ngày đó tầm khoảng 8-9 giờ là hầu như người dân ta vô nhà hết trơn rồi. Rất là thưa thớt chứ không phải là đông đúc mà khách du lịch nhiều nghẹt như bây giờ đâu. Hồi đó cái thời tiết rất là lạnh. Ngày hôm đó là cái anh Sơn này ảnh tan sở về trễ. Tầm khoảng 12 giờ đêm bắt đầu đi ra khỏi cơ quan đó mà về nhà. Nhưng đi bộ nha, tại vì cũng khá là gần nhà. Nhà của anh này cũng dọc trên cái đường bờ hồ Xuân Hương đó luôn đó. Ảnh nói trời Đà Lạt ban ngày đã lạnh rồi, ban đêm mà 12 giờ nữa nó còn lạnh cống hơn nữa. Đi có mình ên à, thì không gian xung quanh nó rất là thê lương luôn. Tại vì cái đoạn đường thời đó nó không có được như bây giờ, nó rất là mờ mọi người, mà xa xa mới có con cây không à. Mới đi được con đoạn thì tự nhiên anh mới nghe đằng xa, đằng phía trước mặt của mình có cái tiếng khóc. Mà nghe kỹ thì đây là cái tiếng khóc của đứa con nít, một cái bé gái. Đi càng gần cái hướng về nhà mình thì tiếng khóc này nó càng lớn hơn. Kiểu như con bé này nó càng ráng khóc lớn hơn cho mình nghe vậy đó. Thấy cũng tò mò quá, với lại trên đường của mình về luôn, anh Sơn này cũng ráng đi thiệt nhanh. Đi lại phía trước một chút thì thấy là trong cái lùm cây con đứa bé gái nó ngồi ở trỏng mà nó khóc. Anh nhìn kỹ thì con bé này tầm khoảng 12 tuổi. Mặc dầu có người lớn ở đó, nó vẫn khóc nha. Tự nhiên mới nhìn con bé này chưa kịp hỏi nữa, thì anh thấy tự đâu trong cái lùm cây nè, đi ra tầm khoảng 4-5 đứa nít luôn. Nó nói chuyện quá trời luôn, kiểu như là nó mới vừa đánh nhỏ này hay sao đó. Anh này cũng hỏi lận nít noi, giờ này 12 giờ rồi, không về nhà ngủ, kéo bè cái dọc đi đâu vậy? Nhưng mà hình như mấy đứa nít này nó không có nghe tới cái lời của anh nói. Nó bỏ đi nước một nó đi về hướng đằng kia đó. Do là anh chỉ quan tâm con nhỏ này thôi, anh cũng không có để ý tới mấy đứa kia nữa. Nó điên hồi rồi nó mất tiêu Sau đó thì anh Sơn bắt đầu anh cúi cái người xuống, định là hỏi nhỏ này có chuyện gì mà mấy đứa kia đi rồi vẫn còn mình ơi nó ngồi ở đây mà không thấy cha mẹ nó gì hết trơn trong khi khúc này cũng ít nhà nữa. Mà anh thấy nó vẫn ngồi, cái đầu nó gục xuống dưới hai cái đầu gối của nó gì nè. Anh mới nghĩ là chắc nhỏ này nó bị mấy đứa kia ăn hiếp hay sao đó, nó không dám về nhà. Cho nên anh mới hỏi, ủa cháu ơi, sao mà cháu ngồi đây cháu khóc vậy, cháu không về nhà đi, bộ cháu bị mấy nhỏ kia đánh hay gì vậy? Anh cũng ráng hỏi thêm lần nữa, nhưng nó cứ gục mặt nó khóc hoài thành ra đâu có thể nào thấy được cái mặt của nó đâu. Anh thấy là con bé này nó mặc cái bộ đồ bộ cũng có bông nữa, mà cái bộ đồ này khá là rộng nha, do là cái ánh đèn đường cũng có nhưng nó hơi mờ, thành ra không có nhìn rõ được là cái bộ đồ này màu trắng hay là cái màu hồng nhạt. Còn cái tóc là tóc ngắn ngang vai vậy nè, cái mặt vẫn úp xuống đó, không thấy được cái mặt mũi gì cả.
cũng tức trong mình, anh cũng muốn giúp đỡ con bé này, cho nên hỏi thêm một lần nữa. Cháu ơi, cháu bị cái gì? Cháu nói chú biết đi. Lúc này con bé nó mới trả lời, tuy nhiên vẫn còn gục mặt nha. Nó nói, dạ có. Rồi anh hỏi bây giờ con bị cái gì? Con nói rõ chú nghe coi, ngước cái mặt lên chú mới biết được. Mà hình như tụi nó đánh con đúng không? Nó mới nói là dạ con bị thương ở mặt. Cái bạn kia mới đánh con á, mà nói vẫn gục cái mặt xuống, chưa có đưa cái mặt lên nữa. Cho nên lại mới nói bây giờ á, cháu cứ ngước mặt lên đi. Ngước mặt cái hướng mà ánh đèn rọi vô đó, chú coi chú biết rồi chú xử lý thì sao. Anh á thì xưng bằng cháu, con bé này xưng bằng con. Tại vì cái giọng con bé này á là giọng người miền Nam, trong khi giọng của anh Sơn là giọng người miền Bắc. Nó mới trả lời đúng câu thôi. Nó nói dạ, mà cái mặt vẫn gục xuống nha. Một hồi sau nó mới chịu ngước mặt lên. Nhưng mà trong khi anh kêu á, nó ngước cái mặt nó đưa về cái hướng mà ánh sáng đèn đường hắt vô á, nó không đưa về hướng đó, mà nó quay về cái hướng bên kia, cái hướng mà đèn đường không có chiếu được á, nó tối hơn đó. Nó ngước lên thì trời ơi, anh thấy cả cái khuôn mặt con nhỏ này á, chỉ là một cái cục thịt hình tròn thôi, không có mắt, không có mũi, không có miệng gì hết trơn á, giống như là một cái cục đất mà người ta ụp cái tóc giả lên vậy đó, không có cái gì hết trơn luôn. Mà trong khi đó nó phát ra cái tiếng la, nó la một cái á lên vậy nè. Thì anh quá là sợ, nhưng mà hai cái chân nó run cầm cập, không có chạy nổi. Anh té hai lần luôn, té sấp mặt luôn đó. Nếu như mà bây giờ anh đi thẳng một chút nữa là sẽ quẹo lên cái nhà của mình rồi, nhưng anh không có dám. Và nhiều khi anh quên hướng về luôn rồi đó, tại vì anh quá là sợ rồi. Cho nên anh chạy ngược lại, anh đánh nguyên một vòng cái hồ Xuân Hương rồi luôn, chạy bạc mạng, mà chạy thiếu điều chạy trói chết luôn đó, tại vì sợ con bé này nó đuổi theo. Anh cứ tưởng chạy càng nhanh là nó sẽ không có đuổi theo mình, nhưng anh càng chạy nó càng đuổi theo. Hai người chạy nguyên một vòng hồ Xuân Hương gì nè, mà lúc đó không hề có một bóng người nào hết trơn á. Anh chạy được khoảng nửa vòng hồ rồi á, thì anh không còn thấy nó nữa. Anh nghe im bặt phía sau lưng luôn, và quay lại thì không thấy nó luôn. Do là hồi nãy giờ chạy thục mạng, anh cũng quên để ý là trên cái đoạn đường mình chạy từ đằng kia tới cái đầu hồ đằng này á, mình đã tiểu trong quần luôn. Hồi nãy giờ tiểu mà không biết, bây giờ nhìn lại cái đáy quần á, nó ướt nhẹp gì đó. Hên, tự nhiên anh thấy trước mặt của mình á, có một cái tiệm nhỏ nhỏ vậy nè. Mà cái tiệm này á, nó cặp cái bờ hồ Xuân Hương luôn. Mà những cái năm đó, đã có những cái người buôn bán cặp bờ hồ rồi đó. Có một cái bà già, bà ngồi, bà bán cháo khuya ở đó. Nghe tới đây thì Duy nghĩ thường những cái năm về sau này, khi mà Đà Lạt có khách du lịch nhiều á, những cái người mà dòng dòng bờ hồ, người ta mới đem đồ ra bán này nọ chút ít thôi, chứ đâu có ai mở luôn cái sạp bán cháo mà ngay tại cái đường đi xuống cái bờ hồ vậy đâu, rất là hiếm. Có thể là cái bà này là ma hay gì đó, nhưng thời điểm đó, ngay tại cái đêm này thì cái anh Sơn đó ảnh không nghĩ gì cả. Ảnh cứ nghĩ có cái quán này mình tấp vô đại đi cho đỡ sợ, chứ bây giờ không thể nào về nhà được nữa rồi. Do là giờ đó quá khuya, anh lết được vô cái quán là mừng gần chết rồi. Vô tới đó thì mới thấy là chỉ có một bà già, bà ngồi ngay trước quán thôi. Bà đang cầm cái giá, bà dạo dạo cái nồi cháo của bà vậy nè, mà có khách khứa gì đâu. Anh vô đó chạy muốn thục mạng luôn. Anh mới nói bà hồi nãy giờ trời ơi, con mới vừa bị con ma nó gượt. Mà con ma con nít, nhỏ nít, mà cái mặt của nó nha, không có cái gì hết trơn á, con nhìn như tờ giấy vậy đó, con sợ gần chết luôn. Sau đó thì cái bà già này bà vẫn nhìn vô cái nồi cháo, mà bà nói với anh á, chú em này á, ban đêm ban hôm khuya khoắt mà đi đâu vậy? Đâu mà về khuya dữ vậy? Bộ không biết cái hồ này á, trời ơi cái bờ hồ này người ta chết nhiều dữ lắm, ma cỏ không hà, đừng có đi đêm giờ này. Lúc này thì anh cũng đỡ sợ phần nào rồi nha. Anh mới bình tĩnh, anh kể lại cái khuôn mặt của con bé nãy làm sao sao đó, rồi gặp nó làm sao, kể lại hết cho cái bà già này nghe luôn. Bà nghe rồi bà cũng im, mà lạ cái bà không hề hỏi anh nó làm có muốn ăn cháo hay là mua cái gì hay không. Khi mà nghe anh kể xong á, bà mới ngước cái mặt lên, mà hỏi phải cái mặt này không, cái mặt y chang như là phải không. Đưa cái mặt lên thôi thì cái mặt của bà này á y chang cái mặt con nhỏ hồi nãy, không có khác gì hết. Chỉ khác cái là cái tướng của bà này là bà già, còn con nhỏ kia là một cái đứa bé khoảng 12-13 tuổi. Nhưng cái mặt, cái đầu tóc là y chang luôn. Anh vừa gặp xong là anh chết điếng, anh xỉu cái ạch, không còn biết cái gì nữa cả. Sáng sớm mở mắt ra là thấy đang nằm trong nhà thương rồi. Do cái anh Sơn này cũng làm cán bộ, thành ra khi mà vô nhà thương đó, người ta cũng nhanh chóng tìm ra được người nhà để mà kêu người nhà làm thủ tục này nọ. Tại vì sau khi mà ảnh tỉnh dậy rồi, mở mắt rồi, thì ảnh không còn nhận thức gì nữa hết, như là một cái người điên luôn. Có thể là cái đêm đó ảnh bị sang chấn tâm lý, ảnh quá là sợ hãi, thành ra là ảnh khùng khùng điên điên, không còn biết gì nữa cả. Trong suốt 5 năm trời, ảnh phải ngưng công việc của mình chỉ là nằm ở nhà chữa bệnh thôi đó. Hơn là sau 5 năm ảnh đã hoàn toàn bình phục, khôi phục lại cái trí nhớ của mình và kể lại cho mọi người nghe
cái câu chuyện kinh hoàng đêm đó ngay tại cái đường bờ hồ Xuân Hương luôn. Bởi vậy cho tới bây giờ á, thì cái anh tên Sơn đó chắc là cũng rất lớn tuổi rồi, nhưng mà cái hình ảnh của cái con bé đó và cái người đàn bà này á, thì không bao giờ cái anh Sơn nó quên cả. Tại vì đều là một cái khuôn mặt y chang nhau thôi, một cái khối thịt không mắt, không mũi, không miệng. Và cái quán cháo này, đôi khi mình lên Đà Lạt mình du lịch á, mình ngồi cặp cặp cái đường bờ hồ Xuân Hương á, nhiều khi vô tình mình ngồi ngay tại cái vị trí của cái quán cháo năm đó luôn mà mình không hề hay biết. Nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.